Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D. Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Công an áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội một cách kỳ lạ trong vụ tiếp viên hàng không mang ma túy. AFA tiếng Việt ngày 26 tháng 3 có bài bình luận vụ tiếp viên hàng không bị phát hiện mang ma túy, suy đoán vô tội hay suy diễn vô tội của tác giả Nguyễn Trường Ba. Trong bài viết, tác giả đề cập đến nguyên tắc suy đoán vô tội của pháp luật. Theo đó, Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự thủ tục do pháp luật quy định và có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Đây là nguyên tắc vàng của tố tụng hình sự, là một trong những nguyên tắc cơ bản của bộ luật tố tụng hình sự để đảm bảo quyền con người vào hoạt động tố tụng hình sự. Hình ảnh bài trên AFA. Tuy nhiên, theo tác giả, suy nào thì suy cũng phải dựa vào các nguyên tắc bằng chứng, lời khai, hợp pháp nếu không nó sẽ là suy diễn vô tội chứ chẳng phải là suy đoán vô tội nữa. Trong vụ tiếp viên hàng không mang ma túy, tác giả đánh giá, theo thông tin trên báo chí, thì lời khai của các cô tiếp viên rất sơ hở và khó tin. Phân tích về lời khai này, tác giả cho rằng, những tiếp viên được đào tạo bài bản ai cũng hiểu rằng, tuyệt đối không mang sách hành lý dùm người lạ. Bởi lẽ nếu bị phát hiện có hàng cấm trong hành lý, thì nhiều khi tình ngay lý gian thậm chí còn không có cách nào để chứng minh được bản thân mình trong sạch. Còn nếu đã nhận sách dùm thì họ cần biết rõ nhân thân người gửi, người nhận. Hai đầu người gửi, người nhận đều phải có tên tuổi, địa chỉ, điện thoại cụ thể, tận nơi để giao nhận hàng. Tác giả nhận xét, cả bốn cô tiếp viên này trong đó có tiếp viên trưởng vốn có kinh nghiệm và kiến thức an toàn bay, mà lại đồng loạt ngây thơ tập thể, khai rằng nhận số kem đánh răng từ một người gửi không biết là ai rồi lại còn sơ sẩy đến mức chỉ kiểm tra qua loa số hàng được thuê sách, xong bàn hoàng và khóc rất nhiều khi biết trong đó có ma túy theo tác giả lý lẽ này ngô nghê đến mức không thể tiếp nhận nổi cũng theo tác giả khi các cô bị bắt nhiều người muốn tin rằng các cô bị oan bởi tiếp viên hàng không thu nhập cao ai lại dạy đến nỗi sách ma túy ngơ ngơ để lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân sớm một số người khác lại cười khẩy bảo hội hàng không làm ăn kinh lắm tiền nhiều quán mắt lời khai vô lý như trò trẻ con sơ hở lộ vết nói dối như thế mà bảo oan thì có mà oan thị màu nhưng trong khi hai phe đang cãi nhau kịch liệt thì cục hải quan thành phố hồ chí minh trả lời với báo chí khẳng định vụ này không phải là chuyện tình cờ để bắt mà thông qua nhiều nghi vấn căn cứ thông tin tình báo các nghiệp vụ kiểm soát hải quan đối tượng trọng điểm thông tin thu thập Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ đạo phá án. Hình ảnh Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không phải tình cờ. Tác giả giải nghĩa điều này là sau một thời gian dài theo dõi, thông tin tình báo đã khoanh vùng nhóm đối tượng này, các nghiệp vụ kiểm soát hải quan đã phát hiện nghi vấn trong hành lý của họ có chứa ma túy là nhóm đối tượng trọng điểm, tức là còn có đối tượng râu ria khác có thể nhiều dấu hiệu nghi vấn, họ đã hơn một lần sách tay mấy ma túy về Việt Nam. Tóm lại trong ngoài trên dưới trước sau đều đã đủ chứng cớ để bắt thì hải quan thành phố Hồ Chí Minh mới phát lệnh bắt. Đến đây dường như mọi thứ đã quá rõ ràng. Nhưng đùng một cái tác giả cho hay chỉ sau 6 ngày sau lời tuyên bố chắc như đinh đóng cột ấy của hải quan Công an thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố trả tự do cho bốn cô tiếp viên, lý do cực kỳ ngắn gọn. Bước đầu xác định khi bốn cô tiếp viên này đang lưu trú tại Pháp thì có một người Việt Nam nhờ chuyển hàng gửi về cho người nhà các tiếp viên này không biết bên trong kem đánh răng nhận vận chuyển có cất dấu ma túy do vậy cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự tác giả nhấn mạnh ngoài các thông tin tiếp viên này không biết bên trong số hàng có chứa ma túy không còn thông tin gì nữa không biết bên trong là ma túy là lời khai của các cô đồng thời cũng chính là kết luận của cơ quan công an sau khi điều tra Tác giả nêu thắc mắc tại sao thông tin quan trọng nhất có vai trò trực tiếp xác định mức độ vi phạm pháp luật và thủ phạm lại chỉ cục ngủng và mù mờ đến thế. Trong khi đó, phần mở màn của vụ án lại có rất nhiều thông tin chi tiết được tung ra báo chí, ví dụ các clip trong rõ mặt từ khoảnh khắc cô tí viên trưởng đặt hành lý lên băng chuyền qua kiểm soát hải quan phát hiện nghi ngờ đến đoạn cán bộ hải quan cắt từng ống kem đánh răng, tháo ra ma túy dạng bột và thuốc lắc tác giả nhận xét nếu cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh tung tin không chính xác thì họ phải có lời xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Còn nếu theo như phía công an thành phố Hồ Chí Minh tái khẳng định sau đó vụ án chỉ mới bắt đầu điều tra để làm rõ bản chất vụ việc thì nên chăng họ đừng vội đưa ra thông tin nào về các cô tiếp viên này cho đến khi vụ án được xác định rõ hoàn toàn, định rõ danh thủ phạm bởi tính mạng và danh dự con người rất nhạy cảm và dễ tổn thương nhưng không thể bồi thường hoặc bù đắp cuối cùng tác giả nêu quan điểm muốn cho nguyên tắc văn minh suy đoán vô tội được thực hiện đúng bản chất và đúng trình tự pháp luật các cơ quan có chức năng nên hết sức thận trọng và tiết chế trong việc đưa ra thông tin để tránh trở thành suy diễn vô tội suy diễn vô tội hay có tội đều không tốt cho việc xác định trừng phạt thủ phạm, phổ cập kiến thức pháp luật trong xã hội và thiết lập lòng tin của người dân vào chính quyền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Công an áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội một cách kỳ lạ trong vụ tiếp viên hàng không mang ma túy. Ngọc Thơ thời báo chấm đê kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bỏ Mỹ chơi với Nga, kinh tế Trung Quốc tuột dốc. Ngày 25 tháng 3, VOA Tiếng Việt đăng bài bình luận về chính trị Trung Quốc của tác giả Ngô Nhận Dụng với tựa đề Tập Cận Bình phải học Đặng Tiểu Bình. Theo tác giả, nếu Tập Cận Bình muốn Trung Quốc tiến bộ thì phải thay đổi chính sách ngoại giao, ôm lại bài học của Đặng Tiểu Bình. Năm 1979, Đặng giải thích tại sao phải mở cửa ban giao với Mỹ nhìn lại mấy chục năm qua tất cả các nước giao hảo với mỹ đều thịnh vượng tác giả nhắc đến câu chuyện của tiktok với việc các chính phủ mỹ canada anh và các nước eu cấm nhân viên không được dùng tiktok vì lo ngại bị trung quốc lũng đoạn tiktok trở thành một quân cờ trong trận thư hùng giữa mỹ và trung cộng trên mặt trận kỹ thuật cao càng ngày càng gây go hình ảnh bài trên voa Tập cận bình lên án Mỹ đã áp dụng chính sách ngăn cản, bao vây và chèn ép toàn diện kinh tế Trung Quốc. Và theo tác giả, đó là một sự thật. Theo tác giả, trận chiến Mỹ Trung mới mở đầu khi chính phủ Biden cấm các công ty Mỹ không được bán các chip điện tử cao cấp cho Trung Quốc cũng như không cho phép đầu tư chế tạo tại Trung Quốc. Mỹ lại thuyết phục Nhật Bản và Hà Lan cùng cấm vận, không bán các dụng cụ, máy móc để làm các thứ chip này. Các con chip nhỏ là cơ bản của nền kinh tế trong thế kỷ 21, giống như dầu lửa của thế kỷ 20. Không có những chip nhỏ dưới 7 nanomet, kinh tế Trung Quốc sẽ chỉ chạy theo mà không thể bắt kịp Mỹ, Nhật và các nước châu Âu. Tác giả cho biết một lý do khiến các nước phương Tây ủng hộ chính sách của ông Biden là vì Trung cộng nghiêng về phía Nga trong cuộc xâm lăng Ukraine. Tập cận bình vẫn hô hào phải tôn trọng chủ quyền quốc gia và lãnh thổ các nước nhưng chưa một lần nào nói thẳng rằng Vladimir Putin đã xâm chiếm Ukraine một cách phi pháp. Hơn nữa, Trung Cộng gia tăng mua dầu lửa và khí đốt, cung cấp những món hàng tiêu thụ giúp kinh tế Nga còn sống dù bị cấm vận. Trong chuyến đi thăm Moscow vừa qua, Tập Cận Bình cố đóng vai trò trung lập với một đề án hòa giải giữa Nga và Ukraine. Putin đã vỗ tay hoan nghênh, nhưng ngay ở đề nghị đầu tiên là hai bên ngưng bắn, thì chỉ có lợi cho quân Nga. Ngừng bắn có nghĩa là quân Nga vẫn chiếm đóng các vùng đất đã cướp của Ukraine. Quân sĩ được nghỉ ngơi chuẩn bị mở chiến dịch mới. Tác giả nhận xét Tập Cận Bình đã đứng hẳn về phía Nga và muốn tạo nên một trật tự thế giới mới, liên kết hai nước độc tài chuyên chế chống lại các nước tự do dân chủ. Tác giả cho rằng lựa chọn chiến lược này của Tập đã đi ngược lại với chủ trương của Đặng Tiểu Bình trước đây 40 năm. Tập Cận Bình đang xóa bỏ chính sách ngoại giao của Đặng Tiểu Bình. Cương lĩnh đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên dương tư tưởng Tập Cận Bình ngang với tư tưởng Mao Trạch Đông và chỉ ghi nhận đường lối Đặng Tiểu Bình thấp hơn một bậc. Hình ảnh Tập Cận Bình và Đặng Tiểu Bình Các viên chức ngoại giao Trung Cộng gần đây công khai tự giới thiệu là những chiến sĩ sói và đang chinh phục thế giới, trái ngược với chủ trương thao quan dưỡng hối của Đặng Tiểu Bình. Năm 1979, Đặng Tiểu Bình đã kết thân với Mỹ coi đó là lựa chọn tối ưu của Trung Quốc. Quả nhiên, sau khi hai nước tái lập giao bang, Trung Cộng giàu lên nhờ bán hàng cho Mỹ và thế giới. Tác giả nhận xét, khi muốn qua mặt Đặng Tiểu Bình, Tập Cận Bình đã không những thay đổi mặt trận ngoại giao quốc tế mà còn khiến cho tiến trình phát triển kinh tế của Trung Quốc chậm lại. Vì dù Trung Quốc có thể mua rẻ dầu khí của Nga, nhưng bị cắt đứt ra khỏi những tiến bộ kỹ thuật ở các nước tây phương trong khi đó cả về nền kinh tế và xã hội nga đang xuống dốc công nghiệp của nga cũ kỹ lạc hậu những người có khả năng bỏ ra nước ngoài kinh tế nga sống nhờ những gì đã đào được ở dưới đất lên để đem bán từ khoáng sản kim loại đến dầu khí kinh tế nga giờ chỉ gần bằng kinh tế một tỉnh quảng đông như vậy theo tác giả khi liên kết với putin Tập Cận Bình có thể đã lầm như năm 1950 khi Trung Cộng chọn đứng về phía Liên Xô trong cuộc chiến tranh lạnh. Hậu quả Trung Quốc bị cắt khỏi thế giới tiến bộ đứng đằng sau bức màn sắt về kinh tế. Sau 10 năm dưới tay Tập Cận Bình, số tiền đầu tư ngoại quốc bắt đầu giảm không phải chỉ vì bị ngăn cản mà còn vì các cơ hội hấp dẫn đã cạn dần. Hàng ngàn công ty quốc tế đã rời Trung Quốc, chuyển sang các nước Đông Nam Á Chính sách của đảng Cộng sản Trung Quốc thay đổi bắp bên khó dự đoán gây thêm nhiều rủi ro, nhất là không ai đoán được các cuộc đối đầu giữa Trung Cộng với Mỹ sẽ đi tới đâu. Số hàng xuất cản gần đây bắt đầu giảm, nhiều công nhân mất việc, phần lớn sinh viên mới ra trường chỉ tìm việc trong quần máy nhà nước, tác giả phân tích. Người dân Trung Quốc có thể tin vào những lời tập cận bình kết án nước Mỹ, nhưng trong lịch sử chính Mỹ đã mở cửa cho Trung Quốc vào WTO, đầu tư vào mở rộng thị trường để mua hàng. Nhờ thế, dân Trung Quốc giàu lên và học được những tiến bộ kỹ thuật mới hoàn toàn không thấy trong chế độ cộng sản. Nếu tập cận bình muốn Trung Quốc tiến bộ thì phải thay đổi chính sách ngoại giao, ôm lại bài học của Đặng Tiểu Bình quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo chấm d với bản tin bỏ mỹ chơi với nga kinh tế trung quốc tuột dốc quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm d